Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số nhằm đánh giá tình hình triển khai và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc chuyển đổi số và phát triển chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thời gian qua, Bộ đã quyết liệt triển khai nhằm tạo nền tảng cho môi trường số văn minh, hiện đại và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Từ đó, nhận thức về chuyển đổi số có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế như chưa kịp thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy chế quản lý, khai thác sử dụng các phần mềm hay việc khai thác còn nhiều vướng mắc, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của một bộ phận công chức còn chậm thay đổi, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành còn thiếu, chưa được cập nhật kịp thời và thiếu tính liên kết chia sẻ. Cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công việc. Tại hội nghị, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Các đơn vị có cơ sở dữ liệu cần cập nhật thường xuyên, liên tục, bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống. Đồng thời, thực hiện số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính do tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và đưa vào hệ thống một cửa của Bộ theo đúng quy định số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành